Rồi. Ok, tiếp tục video chúng ta sẽ tiếp tục bán medium. Ai đang đang tài năng sức. Mình sẽ chọn sổ tôm để đấu với tướng trận này. Vẫn là đang trận medium. Ơi. Ok, thì chúng ta sẽ gặp to rồi vậy. Điểm tỷ số 821, Genki. Vui đi. Ha, tài năng sức hai bên đều dùng độc. Đánh không giới của những người ok. Cuối cùng gặp bot rồi. Bot này là gì đây? Sunspot người nữa đấu với Iron Man. Ai đứng đen. Hmm.